ông Jean Henry Fabre. Ông là một nhà tự nhiên học, ông là một nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp. Ông được sinh ra tại làng Saint-Léon, nước Pháp vào năm 1823. Và ngay từ nhỏ, ông đã rất thích côn trùng và nhìn chúng với một ánh mắt của một triết gia. Năm 1839, ông đỗ thủ khoa vào trường Avignon và được nhận học bổng. Và ông được số điểm cao ngất ngưỡng 9,999. Năm 1868, ông được nhận huân chương và các phần thưởng khác vì sự nghiệp nghiên cứu côn trùng của mình. Năm 1907, ông hoàn thành 10 tập cuốn côn trùng ký. Năm 1910, ông được nhận phần thưởng của Viện Hàn Lâm Stockholm. Năm 1915, ông mất và hưởng thọ 92 tuổi.